rồi hè. Có nước đi chưa? Ngoài đường đẹp hơn. Thế sao theo dõi em lâu chưa? Dạ ngó đi chứ có coi gì mà muốn. Xem lâu chưa? Tại bao từ bao giờ? Dạ đấy với một thằng đến mua rồi với hỏi. À ở trong xóm này hả? Đấy đấy thằng đi vừa rước có đường vào đây không? Đúng rồi đúng rồi. Nhà này. Đúng rồi đúng rồi. Nhà này. Vâng. Sao cái đường này nhìn quen? Trước trước nhà thằng Hoa thằng Đình đặt vậy. Tức là cái anh đấy là đã mua rồi. À, em mua buổi 24 được rước anh đi này. Rồi mình sang này mình nghe rồi mua mua vẫn được cái. Xong anh thấy hay quá anh lại đặt bộ. Thì hay thì nhiều loại lắm mà mình mua cho cái chí VBL này. Vâng. Chúng là cái nữa cũng rất ít được. Đây trước anh mua cái bộ này mua mua nó bãi à? Cái mình có thể bãi. Bãi nhỉ? Mua lâu chưa? Bán năm. Mua đấy nhiều tiền đấy chứ hả? Cũng 21 triệu rưỡi hay 2 triệu gì đó, 22 triệu. Cả cá này. Cả đống này. Cả đống kia đúng. Đẩy xong rồi nâng lên rồi phải là 4 bịch nữa. Mình rẻ mà. Hơi cồng kềnh tí nha. Cồng kềnh thì mình nghĩ cái gì có lẽ hơn. Không biết bây giờ nó vâng. Các ông tính không biết là nhà đã chốt tính rằng là mình nghĩ mấy cục kia hơn là cái loại liền vàng. Thế là chẳng qua anh chưa được trải nghiệm, chưa được tiếp xúc. Hát đến rồi. Đấy, thế nó hiệu quả không? Nhỏ được, nhưng mà không biết là tự thọ làm sao. Đấy. Tự thọ thì từ từ sẽ cho có thời gian chứng minh. Thì đúng rồi, hắn đã có mới ra thì làm như có đủ thời gian. Chúng ta chỉ phải thọ lấy thịt làm chú ý đến chú ý thọ. Mà không phải là nói ở chú thôi đấy. Tôi không nhớ là mình được ăn thịt thọ đó. Nhưng chắc là chú ý thôi. Đang coi trên đi mà gọi điện lên 100. Được 2 bộ hay 1 bộ đó? Được 2 bộ hay 1 bộ? 2 bộ đấy nào? Em tưởng 1 bộ đấy chứ, 13 đến 5 đấy chứ. Quẹo ra. Mình cái đêm nhắn tin mà ai đó báo giá bà trong đấy 1 bộ đấy đó. À, 1 bộ rẻ, 1 bộ đấy 1 bộ đấy. Mình nói được cái con có khác nhau cái gì mà đắt rứa. Vấn đề là nếu mà tài ra cái đắt rứa. Thế bây giờ lần được lại nhá. Rồi rồi, yếu rồi, quá hợp với vợ mình. Nó khác nhau cái gì mà tại sao SH lại đắt thế? Quá hợp với vợ mình. Nó là mình không muốn gì đúng không? Tự nhiên nó đắt rồi, nó sắp ra miếng. Thì quên đi chụp ảnh để mà sao mà lắp cho bác rồi. Thôi bây giờ tháo mua gì loa cho cùng ra. Bây cả cùng ra thì... Ôi, mình quên mấy đứa này thôi chỉ cái thân lòng của mình này. Lắp xe cùng mà. Bây giờ tháo dây loa thôi. Sao bác thì lỗ loa mà xong. Còn em không tháo gì mình đã được gì mình nghĩ là bị buồn rồi. Ở nhà chắc là chị là hay hát nhất. Chị hay hát. Ừ, mình đã hát rồi. À. Anh nghe hay hát luôn. À thế à? Ôi giời, thế quá tuyệt vời. Hát là tí nữa test thử cho mấy bài. Cho theo à. Nhà anh có đôi loa bãi. Đấy, ok. Để tạo đây được không anh? Đó, được rồi. Một cái để vãi, một cái đồng tiếng. Một cái vang, một cái cồng dây. Nhiều dây dắt này không? Dây là dây mạ. Đi sang bộ mới lại gọn gàng ngay. Đấy thì nó đi không mấy tháng rồi, không thể làm cất. Vâng. Đỡ đỡ cho anh phát nhỉ? Nói nó nặng. Mày, nó nặng gỡ mày. Đỡ đỡ cho anh. Tao cũng được cái vợ, vợ mình bưng được. Vợ cái bước đường luôn, lai thôi gì hả? Rồi, đây là cái lặng. Cảm ơn con. Dạ. Đấy, loa đấy, đây là một chiếc ấy. Đấy, nhẹ nhẹ nó em. Ừ. Nhẹ loa tay đúng không? Cũng nặng đấy, anh cứ bình tĩnh để em đỡ cho.
Đây quả chầm. Đây là quả chầm. À, đây mình đặt tâm đặt đây lên đây này. Chầm đặt luôn ở chỗ robot kia. Đẹp luôn. Chầm hình như là cho nằm ở giữa hơn nhất. Hắn ở giữa trung tâm vấn gì đúng không? Giữa cũng được mà đâu cũng tiện cho anh là được. Còn tùy theo không gian thì chầm lánh vô hướng mà, để đỡ được. Đây nhà máy, nó nhà đấy, hút bụi à? Em để con súp ở đây được không? Ừ. Xong rồi cái này mình di chuyển chỗ khác được nhỉ? Được, được. Vâng. Đấy, đây. Cái đây hút có khỏe không anh? Được. À. Thế là mình hàng ngày là cứ cài đặt để cho nó đến giờ nó chạy ra. Dạ. Em tặng cho chị là cái dây tốt đấy ạ. Đấy. Đấy được không? Chị nối thiết bị. Lão quay ra hay hát bài chứ gì quên mẹ em tên này. Tính đất, tính đất. Nói cho anh mở bài tính đất em hát cho anh bài. Nghe tính đất nhiều thì quen. Cái gì? Tính đất karaoke. Đây mà đất á. Tính đất ạ. Cầm. Chị nghe bài đấy chưa? Chưa, thế em hát tặng chị bài nhé. Nhân tiện đây bài mời. Tình thân. Đấy bài đấy. Chân bằng màu và vai áo em bằng thêm. Trắng mưa trên đồng, mưa răng lối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa. Đất ôm cho kiếp người mày mảnh đất quê hương ta. Đất yêu người bàn chân vẫn buồn khuya sớm. Đất thương người lẽ loi tất cỏ trên đồng. Nghe gì rào đâu đó của đất tiếng dòng sông vô sông gọi ta về. Đất yêu người bàn chân lắm buồn khuya sớm.
Bây giờ thành gấp mấy chục lần thì mấy cái ly bây giờ thì mình là cho năm xíu đáng, nói chung là nó xứng đáng với những cái gọi là anh chị đúng. Anh hát bài ly đi. Hưởng thụ thôi. Anh hát đi. Anh mượn chưa? Chưa. Bác hát đi. Bác hát đi. Quan trọng cho anh. Anh mít mượn phải biểu cương đồ bằng nhau à? Vâng. Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài sông vắng mà thôi, thì ơi mà tình nhớ ơi. Như loài chim bói ca trên cầm nhọn trăm năm, tôi tìm lời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời, thủy ơi và tình ơi. Đừng báo giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao mà vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm mãi và ngọt ngào, cất lên cùng tình đầu, thời bấy giờ về đâu. Bật thì mình sẽ bật ngược lại nhé. Bật mình bật hai cái trước, sau bật ra, đúng không? Bật thì ấn giữ. Sáng màn hình thì nhấn tay ra. Cuối cùng đẩy thì bật công tắc này là xong. Và cuối cùng mình bật một quả trầm. Được chưa? Thì em cài là mặc định tắt đi, bật lại nó về.